dùng mình đấy rồi liệu đồng bài của bé nó cứ chỉ cả khôi khát rồi bắt bằng sự tốt này cả cả bia rồi bỏ của bé nó đã bệnh đá mau bị cả bắt lùm nâng rồi bỏ sự tốt cả bia của bé nó cả bệnh chân nhạc xịt chẳng chỉ là tập hồ lắm bằng có tới bằng cái tới chia rồi liệu nó đồng bài cả làng Chà. bê đại bê miên đồng bài nó cả làng tới trước bàn dưới miên ruột sành nhá nông miên phò bị bạp xem xem tiết Chà. chỉ tu tư nâng chùm ngữ rồi liệt tập bài của bé nâng chờn tràn cao nơi khu bà tế tăng áp bờ bà tế mai dưỡng sân ta tu tư ta hai tràn bà chung bên bị phục lốt nè nà có miên chùm ngữ rồi liệt tập bài của bé nâng đây hay bò rõ nó tràn chiên sạch trầy bò Chà. rõ nó bà hai chỉ học sạch trầm phía rồi sạch trầy xam sạch trầm phía rồi Chà. hay là chụp chờ là chụp bà tế nó cứ xam tập sập từ xài sập chân nằm hay chụp nơi vây khmer có tràn chụp đà là bà mình mẹ ọt chụp tê nè bà Chà, chà. hay môi tiết nó rồi liệt tập bài cặp bé nó bờ dương cất ở đó bị môn máu kia vậy tha liệt tập bài cặp bé nó cứ bàn đà màu bìa xịt anh đang về dương tự tu qua bàn tay đau sao nó bắt bòn nó cứ dương cua đắng tha rồi liệt tập bài cặp bé vì mình mua là hai bắt toa pi cá bắt chân nhà xịt nó cứ đôi chia Helicobacter pylori chia bacteri bản đá là liệt tập bài cặp bé Chà. tí tí mùi tiết nó cứ cà pra prát nằm bộ pra prát nằm corticosteroid được rồi còn nan steroid rồi còn aspirin ấy nó thuốc nằm ở nó cứ có bản đá là liệt tập bài cặp bé đại đại dương chụp chia phần trăm và toàn máu chỉ mua là hai xem xem tiết đại để cho được chỉ cà chụp bà ray xa xa cả stress quật cất chờn smoke smán tùm lọp nữa cả bò thì phô bây nắng cứ bánh hà ở nắng khá có bánh đá là liệt tập bài cặp bè đài bạn Chà. hai mùi tiết bờ tam ca lược lang rồi bò lược swat quật ca sắc xá quật lược từ đầy mau nghe dù là quật tha no acid no ulcer bạn này thả bờ ớt miên acid có ớt miên liệt đài tọa mắc quật lược lang mùi tiết no helicobacter pylori no acid no ulcer bạn ấy thắp bởi ớt miến bây rô cặp bè helicobacter pylori ớt miến acid tế có ớt miến ở lịa đài ớt miến tập bài ở đài chẳng cả lại nhớ cặp lược là nghi ở dương đằng bà xa lại tọp nó xâm nụa bò bóng mình cặp xua tha tên đẹp chừng ngữ khá lạc cặp hộp xa hộp ấy đây bằng tay này ta ớt chư cặp bè lịch lục của bạn lược là chẳng chìm mù là hai trầm bóng muối cứ nơi nóng nóng miên xa bằng tay mình thập bạc cắt tha thử ta xa nóng thử ta lịa cặp bè cặp miên mù là hai xem xem tiết ôm đại mù là hai trầm bóng đại thuở ở rồi lịa tập bài cặp bè nóng đại kỹ đăng chỉ tu tới bị muốn mắc cái nắc đó rồi lịa tập bài cặp bè cứ cất ở đó acid lỡ cứ pe bạch cho bòn đấy cứ cất mù là hai trầm bóng đại rồi lịa tập bài cặp bè đôi chia mê rốt helicobacter pylori tí mùi tí pí ca prao prát năm đại khám miên vị trạng chia chỉ vì sách cực năm bộ ân xét năm bầm bạch ca chứ chấp rồi có năm bộ corticosteroid bộ corticoid nâng rồi có bộ aspirin rồi có ấy nó tí chết là cũng năng lực lùm ẩn ná và tọa khỏi còn mà tiết miên ca trụ ở đây nâng xa ra nó có chỉ mù là hai chấm bóng đại thua rồi liệu bài của bé đài đại sao chân cá có toàn miên rộng sở nhà tọa bê quạt đài là tờ rộng sở nhà hay quạt cho lọc xong tới khơi miên rồi liệu miên đầm bài tờ hai chẳng dù bê khắc quạt miên chân chỉ rộng sở nhà ấy mùi cho bà lô hay quạt trẻ hô bán vật nơi hô bà bà bàn chân dương xong cho lại dùm đồ lại nâng hay mùi tiết cà xua thầm mấy đến và lại tha cao cho hay nâng rô cà bè nâng vì tệ tôm nên đã cao cho rô cà bè vì khóc nê đại xa chân cá chùm ngữ mùi chùm nuốn để ta có to ta cao cho lại nâng tùm lọt bắc mai bà tùm bờ khưởng chùm ngữ cà bè nâng mình ai từ cao cho lắng bạch tê cứ à ca rạ bò cà bè nâng cứ quạt chọc cho ăn này trong tầng hầm để chế phơi mà đau phơi mà chu rồi còn bà bạ rồi lìa hai nhắm tới tul tul cho pin pu hay năng bà năng chỉ mùi tiết ác ca chỉ rịa điên chả lọc đi ngày đi rịa ngày đi điên hay nhắm tới cô pu cô ấy nhắm tới chế chạy chạy chỉ biết sách chọc cho cả hai mà thủng xa ấy năng và dương về khác thả đỏ đỏ ấy bật bỏ đầy phật ấy năng bà năng này miền mình quạt 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 lược lang à tiệt tông từ nâng miền cuột miền ấy chẳng tới cao trào tới bạt từ nắng chiều phải chỉ quạt cho mà là dạng pe mà ấy thế vận thay bờ hưởng gặp pe muối cứ chỉ tu tới bờ quạt miền sơn nhà bờ gặp pe quạt nhắm
tòa cọt chọc u chọc ấy chẳng á chọc trong tầng hàm phơ chu ấy all ấy chẳng tới quạt nhằm mà thằng nằm cặp bé chỉ tu tới quạt chờ nó tới tinh luôn ấy nhỉ à Chà. so p chỉ cái chập nằng à nắng chỉ thằng nằm cặp bé mùi đẹp cái hai thằng nằm bà xà bà xịt phía chớn quạt nhằm tới phía chớn cứ quạt thu men phần tái thằng nằm nắng cứ tí tiết là cụ nằng lược vì thằng nằm là ắt mùi mùi ao ấy Chà. bà Lục sư lược lang tệ tổng thà buôn tập pram chân nắm bì rơ mà đòn à cặp bè nó bên đây thập chị ban mình chia tay men men đã ớt lục chậm được bà cái này nó cũng xong mà lược bỏ sự giải thích tại sao cả đại dồn khóc bì màu là khô tại có tháng chùm ngữ rồi liệu tập bài cặp bè nó cứ chia ba mình chia tê cứ chùm ngữ rồi liệu đầm bài cặp bè nó cứ chia ba chia xa đặt bàn tay lúc ra tại dưới nó có rụp tám cô ca lẹ khăn ở gặp chia ba đại sao thì nó bật lực đi nó được lực hữu lực láng vì cáp chia ba trong sắc cắt ngôn từ lời cáp chia ba nâng đảm bảo chia bộ loạt dưới mà dù đăng lại nâng Chà. có cho thắng chúng ta có tính tháng năm luôn ai chúng ta tới chụp khu bẹt bàn tầm bà ngay cái áo tháng năm mà thu hay còn lên tư thì ra hay còn ăn vọt tới tạm cá này nguồm chung ngữ rồi liệu đảm bảo cái bé nâng đám phổ biến tội nếu cứ trời cà phê về lìa Chà. tập tìm mối cứ ai chia ba rồi hốt đọc bày khai còn biến ai bị cái cách bị phẩm bài ở tất đó pin đã bắt tất cứ bay khai hay lẽ khăn được cáp chia ba lần tìm mùi cứ dương tử tụp axit bạn ấy thả đầu cá prau prát nắm từ tụp axit mình men chỉ tham bá sa axit đấy tham bá sa axit còn là quạt nhắm chỉ so p nó còn là bá sa axit ta được chạm p pi từ bay máu còn chọc vinh đà hay chỉ đánh quạt nhắm tới còn thả thu men mình đây mình men chỉ tham đại dương tử thơm mấy tụp axit ở ពោះធម្មតានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានកាពះរបស់យើងជាមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតបើយើងបណ្ដោយឲ្យរលាកនៅតបៅនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតរឿងអីតបៅនឹងផ្សះបានអញ្ចឹងគឺយើងចាំបាច់ទូនីតិដំបងនោះគឺប្រើថ្នាំទៅទប់អាស៊ីតដើម្បីកុំឲ្យចេញអាស៊ីតនឹងមកទី2យើងត្រូវមើលឡើងវិញកតាណាដែលធ្វើឲ្យរលាកតបៅកាពះយើងត្រូវបោះកតានឹងចោលដូចថាចាំបាច់ដូចថាបើគាត់មានត្រូវហោមេរោគមេហេលីកូបាក់តេរីពីលរីយើងត្រូវព្យាបាលឲ្យអស់មេហេលីកូបាក់តេរីពីលរីហ្នឹងគឺយើងជាហើយហើយមួយទៀតបើការប្រើប្រាស់ថ្នាំឧទាហរណ៍ថាគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងវាចាំបាច់ដូចថាគាត់ឈឺសន្លាក់ឬក៏បាត់ការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងចាំបាច់ត្រូវប្រើយើងត្រូវជ្រើសរើសថ្នាំដែលជម្រើសល្អបំផុតគឺក្រុម PPI ដើម្បីទៅទប់អាស៊ីតអមជាមួយដើម្បីកុំឲ្យលាកតបៅហ្នឹងវាកកើតឡើងតន់កុំឲ្យថ្នាំហ្នឹងវាទៅប៉ះនឹងកាពះយើងដែលថាតិចលោកគ្រូនឹងលើកពីថ្នាំហ្នឹងអាមួយទៀតហ្នឹងបើគាត់មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាគាត់ stress ភាគច្រើនគាត់មានជំងឺកាពះហើយភាគច្រើនគាត់ stress គេគាត់អត់លក់អត់អីហ្នឹងយើងត្រូវព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវចិត្តឲ្យគាត់បានគាត់អាចធូរបានបើគាត់ព្យាបាលតកាពះតែផ្លូវចិត្តគាត់ឡាយតានេះគឺយើងអត់អាចព្យាបាលឲ្យជាបានទេមួយទៀតបើគាត់ហូបស្រាគាត់ត្រូវគាត់ប្រឈប់ស្រាដែរចំមួយទៀតលោកគ្រូខាងមន្ទីរពេទ្យគាត់ថាដុកទ័រគាត់ឲ្យថ្នាំហើយកតាពះប៉ុន្តែអត់បានណែនាំគាត់ពីការហូបស្រាអញ្ចឹងគ្រាន់តែការលេបហ្នឹងគាត់កាត់កងគ្នានឹងកាពះអត់បានធូរទេអញ្ចឹងវាស្រាទៅធ្វើឲ្យខូចខាតនៅភ្នាសកោសិកាកាពះហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាពះហ្នឹងអត់អាចផ្សះបានទេមួយទៀតការជក់បារីហេតុអីបានជក់បារីទៅធ្វើឲ្យរលាកតបៅកាពះដោយសារបារីហ្នឹងគឺវាទៅធ្វើវិបត្តិឲ្យឈាមអត់ទៅចិញ្ចឹមនៅអាកោសិកានៅភ្នាសកាពះអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលនេះគាត់ហ្នឹងគេហៅថាជក់ថ្នាំជក់ហ្នឹងវាមានជាតិនីកូទីននីកូទីនហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតនៅភ្នាសនៅកោសិកាកាពះហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាំបាច់ការព្យាបាលត្រូវកោគាត់ប្រឈប់ស្រាប្រឈប់បារីមានមូលហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវតែឲ្យគាត់ប្រឈប់បានអាចជាបានអញ្ចឹងបាទចា៎ចា៎យើងបន្តជជែកជាបន្តទៀតហើយចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយលោកវិចិត្រដិតជួយជំរាបជូនបន្តិចតកតងទៅនឹងរោគសញ្ញាសម្គាល់ពីព្រោះមិញលោកវិចិត្រដិតបានលើកឡើងច្រើនហើយបដោតទៅលើរឿងក្អួតចង្អោឬក៏ភើអីហ្នឹងក្រៅពីនឹងមានស្អីផ្សេងទៀតដែរទេលោកវិចិត្រដិតដែលយើងអាចសម្គាល់ដឹងណាចា៎ជាទូទៅជំងឺរលាកស្បែកកាពះហ្នឹងយើងមិនអាចសម្គាល់ដោយសាររោគសញ្ញាតែគ្រាន់តែរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺយើងកំណត់ទិសដៅតើគាត់រលាកមែនឬអត់ឬក៏បើចង់ដឹងថាតើគាត់រលាកស្បែកកាពះមានតែការសងមួយគត់ដែលថាធ្វើឲ្យដឹងថាគាត់ហ្នឹងគេយើងសងនោះដូចយើងមើលទៅតើរលាកនៅកន្លែងណាកាពះឬក៏ដើមពោះវៀនអីហើយរលាក
ອ່າກໍາລັດນາມັນຍັງອາດໃຫຍ່ບານປន្តែໂລກສັນຍາຫມັ່ນໂດຍລູກບານເລືອກຫຼັງຈັ່ງໄດ້ຖືឲ្យຄູແປດອາດກໍານົດສົມກວາດບານໂດຍຈະຈົກຈ້ອງຕັງຫາມຈົກໃຫ້ປະບາກລົມດຽຫາຕົນປູໃຫ້ຈັ່ງບາມີຄອດຈັ່ງອ້າວສາອັດບານອີ່ຈັ່ງໂຕນະບາມື້ຈິດອາດເພີກະລາວເພີຈູກະຫາຍນຶ່ງທູງອີ່ອີ່ນັ້ນບາດອາດສະຫຼອກກະໂລໄດ້ໂຕຈັ່ງບາສະຫຼອກໂອດາສາຈັ່ງກາກອດປະສາດບານ ចាកាពះពវៀននោះបើយើងគាត់ប្រសាទបានក៏ស្រកកលោដែរបាទចានេះជារោគសញ្ញាសម្គាល់ប៉ុន្តែបើត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់មែនទែនគឺត្រូវទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឆ្លោះឬសងមើលតាបាទចុះតកតងនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឬក៏វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលវិញយ៉ាងម៉េចដែរលោកចឹងទៅ បាទតាមរោគវិនិច្ឆ័យដោយលោកគ្រូបានជ័យចឹងបើលើដោយសារមូលហេតុចម្បងនៃការរលាកថ្បៅក្រពះហ្នឹងគឺពួកហេលីកូបាក់តេរីពីលរីហ្នឹងបើ និយាយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែលជា80-90%ហើយអញ្ចឹងមុននឹងឈានថាគាត់មានជំងឺរលាកថ្បៅឬក៏គាត់ឆ្លោះសងភាគច្រើនគ្រូពេទ្យឲ្យធ្វើក្លត់តេស្តធ្វើក្លត់តេស្តដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់មានហេលីកូបាក់តេរីពីលរីហ្នឹងអត់បើមានគឺព្យាបាលរយៈពេលនៃការព្យាបាលគឺ 10 ទៅ 4 ថ្ងៃការព្យាបាលនឹងត្រូវធ្វើព្យាបាលធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកជំងឺនឹងអស់មេរោគបាក់តេរីនឹងសិនបានគាត់អាចសះនឹងព្យាបាលទៅ បាទបើជនការគាត់លេបគាត់អត់ភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយអញ្ចឹងវាបាក់តេរីនឹងវាផ្សំជាមួយនឹងថ្នាំនឹងបាក់ទៅហើយអញ្ចឹងការព្យាបាលលើកទី2នឹងពិបាកហើយធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញទៀតជនការវារេស៊ីស្តង់ថ្នាំនឹងប្រឆាំងមួយថ្នាំនឹងអញ្ចឹងគាត់មិនបាក់នឹងការព្យាបាលអញ្ចឹងក្រែងនឹងបាទចា៎ហើយមួយទៀតការឆ្លោះសងនឹងគឺយើងមើលដែរបើឆ្លោះសងទៅឃើញមានរលាកនៅកាពះកាពះនឹងគឺយើងអាចនិយាយបានបាទមើលរលាកទៅបើ គេហៅថារលាកច្រើនកន្លែងជាងគិតទៅដល់ការរលាកនោះដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំតែបើគាត់មានរលាកតាមហើយមានតបៅតាមកន្លែងហើយរៀងធំយើងអាចគិតទៅដល់មិនទាន់បានទាំងនេះគាត់មើលទៅឃើញរលាកធំកាពះហ្នឹងប្រហែលជា 75 ទៅ80%ដោយសារហេលីកូបាក់តេរីពេលនោះគ្រូពេទ្យឆ្លោះសងគាត់នឹងច្រឹបធ្វើក្លត់តេស្តដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់មានហេលីកូបាក់តេរីពីលរីនោះអត់ហើយបើគាត់ឃើញមានរលាកនៅកាពះតបៅនៅកាពះហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវឆ្លោះសងទៅដល់ដើមពោះវៀនតូចនេះទៀត ព្រោះជាទូទៅបើមានមេរោគនៅកាពះហ្នឹងយើងត្រូវឆ្លោះមកដល់ដើមពោះវៀនតូចនេះទៀតបើគាត់មានឃើញមានរលាកតបៅនៅដើមពោះវៀនតូចហ្នឹងសង់តាមបាច់ត្រូវធ្វើថាក្លត់តែហ្នឹងគឺឃើញមានរបៅឡើយហ្នឹងគឺ 90%ចង់ឲ្យអ្នកជំងឺនោះជាដាច់ឬអ្នកជំងឺនោះត្រូវទៅជាគាត់ត្រូវគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌ4ទី1គឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំទប់អាស៊ីតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2ត្រូវបោះចោលកត្តាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតនៅកោសិកាភ្នាសរបស់កាពះដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងទាំងកត្តាប្រមាណហ្នឹងទី3ហ្នឹងគឺគាត់បោះបង់ចោល ការហូបស្រាអីហ្នឹងបាទស្រាហើយនឹងបារីហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីទៅជួយការពារសត្វទប់នៅកោកភ្នាសនៅកោកកោសិកាកាពះហ្នឹងយើងត្រូវគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទើបអ្នកជំងឺអាចជាដាច់តែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះគាត់ព្យាបាលទៅហើយក្រោយមកយើងនឹងណាត់មកវិញឆ្លោះសងក្រោយ3ខែគាត់នៅតែមានតបៅយើងត្រូវមើលឡើងវិញតើដំបៅហ្នឹងវាបិច វាបរាជ័យក្នុងការព្យាបាលឬក៏ដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗអត់តែអ្នកជំងឺយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការព្យាបាលអត់តិចតិចលោកគ្រូនឹងលើកតបៅក្រោយពេលព្យាបាល3ខែហើយឆ្លោះសងនៅតែមានតើមូលហេតុអីទេដែលតបៅនឹងនៅតែមានចាលោកវិចិត្រដិតលើកឡើងមិញបដោតទៅលើរឿងអាស៊ីតមានន័យថាបើសិនជាអាស៊ីតកើនឡើងបណ្ដាលឲ្យបញ្ហាឈឺកាពះបាទលើកឡើងអាស៊ីតហ្នឹង ជាទូទៅនៅក្នុងកាពះរបស់យើងនឹងវាមានកោសិកាមួយដើម្បីបញ្ចេញអាស៊ីតនឹងជាទូទៅបើអត់មានកត្តាអីផ្សេងៗចូលទៅធ្វើឲ្យទេវាអត់មានបាត់បង់លំនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកាស៊ីតនឹងគ្រាន់តែទួនាទីដើម្បីរំលាយអាហារប៉ុន្តែគាត់មានកត្តាផ្សេងៗទៅគប់ផ្សំវារុញឲ្យធ្វើឲ្យបាត់លំនឹងការបញ្ចេញអាស៊ីតនឹងអញ្ចឹងពេលដែលបាត់លំនឹងនឹងការបញ្ចេញអាស៊ីតនឹងអាស៊ីតចេញមកលើសកាពះរបស់គាត់ភ្នាសនៅកោស
Helicobacter pylori ហើយបន្ទាប់មកការប្រើប្រាស់ថ្នាំ
bà Chà. Thanh nắng miền này thật thanh nắng đã miền bị chạm bên chia trầm trời thanh nắm đại kia vì chạy bên chia tâm tới vì trời hai mùi tiết thanh nắm cứ quạt trời prà chủng ngư quạt chậm bách thời prà chẳng bình đá chân cá quạt ọt bán lê bạc bán tiền toát ọt bán prà thanh nắm ở tục axit ốm chẳng quạt có chia phó kẻ ta hà nị thấy rồi liệt tập bài của bè cả làng này đôi chú thì ho tha quát miên chùm ngữ stress sợ sai chiêm bẹt đồn Chà. khỏi quạt stress sợ sai chiêm bẹt đồn ấy quạt thử đặt stand đầm bay ở chiêm trên chấm bẹt đồn thử đặt stand là hốt à bà đọc bê chấn cầu nó quạt khu bẹt kháng này bẹt đồn nó quạt nặng ảo thân nằm aspirin aspirin nó đầm bay lếp không mấy cũng chui cho rắn chiếm của mọi quạt miên sẽ sẽ xảy quạt chăm bách thở phở aspirin đằng chẳng cứ nông pê nó cứ trời chơi rớt rớt krom PPI thân nắm là mấy tục axit ôm bà quạt ạc miên phở tới quạt phò bạc bọt đại sát thân nắm nó có vị khu phố được kia chẳng bà quạt chăm bách quạt thở thật bà thân nắm đằng này cái dòng ngữ bạch bạch đồ bà quạt bà môi tiết chùm ngữ tẹt to nâng chùm ngữ ở vầy môi tiết chùm ngữ cái hạ ta bọc bọn cà pia ประชังนั่งประปอนกาเปียเรียงกายบอกรุนไอนั่งเกี่ยวกับออโตอิมมูโนดิซิสจมูกนั่งคือจำบัดเตาปลาปวกกอกติโกสเตอรอยกอกติโกอิดระยะไปแวงจังอาจนำกอกติโกสเตอรอยนั่งคือปักปอกกับแปะคลังอ่ะจังในขนมต้นตำนั่งนั่งครูแป๊ะเตากวาดจุดหรือกลมพีพีไอติดตุบอาซิดออมจมูกกวาดเล็บปานตำเตาไอเต้จนก้ากวาดปัญหาถนำนั่งก็เจอปัญหาจมองมวยได้ให้มวยเจ็ดกาก็ชื่อสละจำบัดก็เถิดแต่ปราบปวดนำบัดกาชื่อจับปวดนันสเตอรอิดก็นันสเตอรอิดนั่งได้ท่านันสเตอรอิดยืนใจจนจะปีก็ว้อนหนังก็ทูก็ว้อนเวียสปะปอกกับแปะคลังไงเป็นแต่ท่านนำได้เวียทัดก็ทูคือบันไดถ้าปะปอกกับแปะคลังอะจำบัดเถิดเผอท่านนำออมกับแปะออมว่ามวยเจ็ดเนี่ยจงงื้อก็ก็ชื่อไอ้จังก็ติงถนำได้กลุ่นไออัดบานดังถัดถนำนั่งวิพอลปะปอนกับเปียจังก็อาเทอร์เอาไอ้เลียตบายกับเปียได้จ้ะสัตว์แต่จีประเภทจงงื้อได้บังกอล้างถนำได้ยืมปลาประบังกอไอเตอร์จีเราเลียตบายกับเปียจ้ะมวยที่ก็อัดจังไงมันแต่ถนำก็จำบัดเตอร์ปลาจ้ะบ่าแล้วน้องไปจับบ้านคูเปิดก็ดังไอ้ถนำน่ะได้ปะปอเกิดเอาถนำกับเปียออมไงบ่าบ่าปัจจัยเถิดจำท่าถนำได้เทอร์ไอ้ปะปอกับเปียนั้นแต่ถนำได้ตุบซิดได้ออมจมูกนั้นมันประกอบทัดก็เถิดแต่สักเฮ้ยจนก้าวิ้วควานาจิกาตุบไอ้ตับกระบายกับเปียนั้นแต่จังจังก้าเสียบ้าก็เถิดแต่มือหลังเวงได้บ่าจ้าจ้าจำเป็นนิยมจะใจคุณเชิญติดประตูตะลือกาจีบ้าจากกาจีบ้าให้นางปราประธานนาคลาดำไปทุกกาจีบ้าจำเป็นนิลูกจำเด็ดบานฉลายตอบสำนัวไตรหมดยื่นกับดูจีสำนัวในช่องบานเชิญในในช่องจังดังประธานติดลูกจำเด็ดกีธาเอาแต่เพอธนามสะเชิญคือประชมตนังกาชื่อกระเปียหรือก่อนเลี่ยกับเปียหายจังอันนั้นจะการปฏิเตลงจำเด็ดบาดในโลกบางเลือกลางจังท่านนำมวยจำนวนมันปะปอกับเปียเตแต่ท่านนำมวยจำนวนนั้นก็ปะปอกับเปียมันแต่กาโฮบท่านนำนั้นก็เกิดถือกาเอาไว้กดยำข่อยใบไอจังเตดำใบกาปะปอกับเปียนั้นวิติโพจิตูตื้อกับเปียถือจังอาศิตม้าดำใบเตอร์รุมลีนี่ตำเลียหาดังดาเปกดยำดาปวดเตหรือก็ไอทนำจราหรือก็ทนำเมียนผัดกาชีจับไอเจ็ดจังมาจะทานนั่งคือนกนกกระเป๋งเกือบสิทธิ์จังเทอร์เอาไอกาอดเมียนหาโจเต้คือกดงี้นั่งร้องพอลปะปอลบ้าจ้าเอาคนจังเมียนในทาเบอร์สันเจียงปลาปลาทนำสากระดอยไอกระดอยประเภททนำคละกีดำเรายืงยามาหาหายบานยืงตะตัวเตียนทนำนังไปโจตื่นจ่าได้มันเทือกเอาปะปอตะดอกกระเปียยืงหรือก็บันดาลเอาเรียกกระเปียเองจังจ่าอะไรสมชั่วไปมันยืงมารุกเตียนจ่าปะปอนโซนหลับปีจะเมียสัวบ่าเมียสัวเนี่ยกูให้ลูกไปจังแบบพอจ่าใจไปข้างหน้าลูกต้องเอาไปถ่ายยังไงจ่าชั่วโมงไอ้ได้ลูกคงสมบัติลูกสมบัติจะตรายแต่ยังในข้างตะไคร้เว้ยอันนี้ถ่ายยังยังกรีรมกรีรมกระปงสปื้บาทอ๋อจ่าสมเจงเจ้าตัวหลักครูถ้าแจ้งอาจทำได้ด้วย
khăn lơ chít score mắn kìm ơi hộp ơi môn bài chà ta bị phá phó cà phê ra thật nó ngọ bà bà chà bà ai ai à dương à ta ri ai nhập nhọp chà nắng à liệt cà phê của viên này em ấy chọn bà bà ok biết ai tiết lộp chà xua ở ốc màu nhóm nhạc chư cà phê môi đai nhóm trọp tông phèm phù môi xa ai nhóm nó bà chà hay mày tới ngâm xong tạm bát bầy xà, tạm mót bầy xà. Trong kia ba châu bầy buôn chân ám ấy, còn lỡ bị thu ấy lỡ. Chà. Trong kia ba nó một bênh nâng bầy chân ám. Nhưng ngay lưu lục cũ tha ở kia ba đập bầy khác nhầm chân ám ấy, nhầm khôi đạp bầy vô nữa. Chà. Trong kia ba nó ở doctor môi còn ở ca làm máy nó hay kia ba nhầm phải mà chân ám ấy đăng ấy đăng ấy kinh sát mong vậy thôi. จ้าบาดอ่อนหม่องอ่ะบาดๆอะแล้วลูกสบัดอาจสะละบองมาอมติเป็ดออกเฮ็ดก็ปิ่งติเตียนญมปรับเลขโทรศัพท์ដើម្បីตําเนี่ยตํานองนะญมឡើយญมนี้น่ะครูเอ้ยญมទៅព្យាបាលនៅថៃចិត្តមួយឆ្នាំទៀតហើយចាអាឡូវយើងសាកល្បងនៅក្នុងស្រុកយើងវិញចាបាទឯងចាំមើលមានអ្នកឈឺញុំនន់ទៅនឹងទីពេទ្យហ្នឹងហើយចាទីពេទ្យអត់ឃើញលោកគ្រូបាទឬលោកគ្រូថាព្យាបាលដើម្បីខែជា บ่าจมเพียบาลังจะอาจจะอ๋อละให้นิยายได้ครูเอ้ยจ้าบ่าบ่าบ่าไปไปคลาสเพียบาลទៅอดอดจอมกลายให้นิยายอาเลียนะลูกครูខ្ញុំแปลลูกครูที่อาเลียนะนิยายถ้าเวกดาวយើងเดอดลุเด้บ่านิยายนิยายถ้าเด็กเอาจักรยานเลยแขนเราจังอ่ะจ้าจ้าดาวตรุมแม่นเด้ดาวตรุมปรับสายหม่องบ่าดาวปรับสายหม่องจ้า ខ្ញុំឈ្មោះប្រហែលឆ្នាំនេះនិយាយដេកអត់ដាក់ជុំការអត់ដែរលួចរាប់ខែតែមកយុគមិនជុំការមក1ម៉ោងហ្នឹងហើយវិធានាកាពះពវៀននេះចាខ្ញុំຕ້ອງຕ້ອງទៅឃើញអាលៀកកាពះថោកកាពះអាលៀកពវៀនថោកមកជារីអពេលនៅខាងគេសុងហ្នឹងគ្រូប៉ែតមានបានធ្វើខ្លតតេសឬក៏ធ្វើតេសមើហេលីកូបាក់តេបិលរីឲ្យបងហ៎ ក៏ថាយើងមានមេរោគអីដែលថាមានពេលហ្នឹងគ្រូប៉ែតបានណែនាំបងការព្យាបាលរយៈពេលប្រហែល4-10ថ្ងៃត្រូវញ៉ាំថ្នាំឲ្យទៀងហាមភ្លេចព្រោះពេលខ្លះថ្នាំហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ធ្វើម៉េចឲ្យអស់មូលហេតុនឹងសិនអស់មេរោគសិនបន្ទាប់មកនៅពេលនឹងឲ្យថ្នាំផ្សះមុខរបួសទៅបងក្រោយហើយក្រោយមកបីខែគេនឹងណាត់ជូនបងឡើងវិញមកឆ្លោះសងឡើងវិញមើលតើវាការផ្សះហ្នឹងវាបានធូរនៅហើយនៅ ตําตํานั้นนั้นគេយើងគាត់មានបានណែនាំពីការហូបចុករបបអាហារឬក៏ផ្សេងផ្សេងអីទៀតទេបងណែនាំដែរលោកគ្រូតែគាត់សុំខ្ញុំម្ដងហ្នឹងគាត់ព្យាបាលរហូតមកបាទបាទព្យាបាលខ្ញុំចិត្តមួយឆ្នាំដល់អត់ធូរខ្ញុំរត់ប្រដ້ອຍហ្នឹងហើយចុះបេប៉ែបងឆ្លោះសងឡើងវិញហ្នឹងមានបានធ្វើខ្លត់តេស្តឡើងវិញតែមេរោគវាអស់ហើយខ្ញុំ ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំសុំទៅលោកគ្រូទេខ្ញុំថាខ្ញុំជប់ព្យាបាលសុខស្មៃខ្ញុំទៅធ្វើតេស្តនៅថៃគេថាអត់មានរោគអីបាទបាទចុះតើអាឡៃចាប៉ុន្តែដល់ពេលអស់ហើយលោកនៅតែឈឺដដែលអត់ទេឥឡូវវាភូវិញខ្ញុំជាទូទៅជំងឺរលាកស្បែកកាពះដោយលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងតកតនឹងគឺត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការព្យាបាលនឹងគឺ4លក្ខខណ្ឌទី1ការប្រើប្រាស់ថ្នាំទប់អាស៊ីតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយនឹងការលេបឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងទី1ទី2បើមានកតាណាដែលធ្វើឲ្យរុញឲ្យរលាកស្បែកកាពះហ្នឹងដូចជាស្រាដោយបារីដូចជាថ្នាំដូចជាអីផ្សេងៗស្មុកស្មានស្ត្រេសអីហ្នឹងយើងត្រូវព្យាបាលអស់ហ្នឹងអមបានអាចយើងមានប្រសិទ្ធភាពតបមកទី3ហ្នឹងគឺរបបអាហារក៏របបអាហារបែបម៉េចបានទីទៀតលោកគ្រូនឹងលើកឡើងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីទៅការពារភ្នាសកោសិកានៅកាពះហ្នឹង ຈົ່ງຈົ່ງກາບ່າລະຄູຍັງຕ້ອງຕົວຫມົດຍັງຍັງລືເກປະບອນສັບສາຍຫມົດທີ່ສັບສາຍປຽຮາມບອນແກ່ຈ້າທີ່ຖ້າເອີຍຮົບເອີຍໄປປ້ອຮົບອີ່ນັ້ນຖືອາລຽກກະແປອາລຽກປະວຽນໄດ້ຫຼັງໃຫ້ຮົບເອີຍໄປປ້ອໄຮມະນໍຄະນັ້ນອາລຽກກະແປອາລຽກປະວຽນໃຫ້ບໍ່ຮົບປາຍໃບຕອງຈະດ້ານລະທີ່ຍົ້ມສະດັບເກສັບສາຍຈັ່ງ ແຕ່ອັນນະຄູຈ້າລະຄູນີ້ເລືອກຫຼັງລູກສະບັດນະຈ້າເອຕິດຕິດລູກຈໍາດຶດນັ້ນຊ្លາຍຕອບຈ້າບາບາອໍຄົນແດ່ຈ້າອໍຄົນຈະບຽບລີຈ້າລູກສະບັດ
Xong chua bây mật dương mà rục tiết bà bọn xôn đọc rằm cho miệp xua. Bát mở xua. Chà chênh bị khăn nè. Đếp nhóm xua bán tới vì sáng tới. Lục, lục vang á. Vang, vang. Vang, chà lục vang bị khăn sáng khát cả đà. Chà xong chênh lục vang. Bát chênh nhóm trong xua lục rù dâm đất. Nhóm áo tập bà lâm láng rốt hát bán. Bị bây tà lọp nó cứ ô khô tèm rộng. Tại bao nhóm áo rốt hát bán ở nắng ớt mình. Có cô đi và hãy nhóm bán sáp lục rô miền xa tam vi máu cuốn tam phần người tây và lưng gặp việc gặp việc nông việt trời lưng gặp việc nhóm bán nắng và đây và lục ván miền pan ha chủng ngư liệt gặp việc đấy nhóm bán đá tập nết vốn nhà khổ bán đá nhóm lọp hạt ran bơm lâm láng nhất đó tập việc hạt ran đó cho đặc khu khu đó mà nó chỉ mua hạt thôi đấy mình chọc cho trong tầng hàm chọc ấy là bị ác cả rạ bẹp ná đại dương kết hợp gì cặp bé đôi chị chọc trong tầng hàm phơ chu ấy chẳng cả hai hay chọc chân cá to tầng nhâm năng tham cặp bé và sa và xít đến bàn thu và to má chọc là ông vinh chọc miền p với cột bù tật tê ấy là nắng mà là cả rạ bỏ cặp bé đại dương cầm nọ sầm quá cụ bé còn à chào bỏ chỉ cho lọc xong chỉ ấy mơ và thay chẳng bà chẳng mấy nay thằng lục văn mình thua ban từ bình định mơ xong gặp bè ấy tên đó bà đã lên nhà khối và chẳng còn là thà bè hạt bàn hai miền bàn hà o miền bàn hà uột chẳng ao ấy chẳng từ ở ca nhà mà hà ấy dòng mạch đá hay lục miền cả hai trung miền ấy đại tế chả ớt miền trong ớt miền sau cả hai trung ấy bắt ta chụp lại ở đặc nhóm hạt rán cứ thả đang đặc uốn uốn nằm vòng quá ở trên đặc thằng ngoặt thề mà đặc uốn đặc nhóm ớt hạt rán là nó ớt ấy thòm đá ở miền bảy hai thì hạt bảy mạch bảy mạch tử lục rốt nhóm rốt là rốt tam một lần tam một lần nó một trăm nhóm lục rù บ่ครับบ่ครับอือหือខ្ញុំសូមជម្រាបលាគាត់ណាបាទចាអរគុណលោកវ៉ាន់ចាំមើលលោកចាំដិតឆ្លើយតបសំណួរលោកសបាតហើយនិងលោកវ៉ាន់ចាសូមជម្រាបលាគាត់របបអាហារជំងឺរលាកស្បែកក្រពះហ្នឹងគេរបបអាហារក៏ជាមួយផ្នែកមួយក្នុងការព្យាបាលដែរតែมันមិនមែនជាការថើបទៅតាជាអីប៉ុន្តែ ตําๆนั้นถือออมជាមួយទៅអាចមានប្រសិទ្ធភាពការព្យាបាលនឹងជាទូទៅនៅក្នុងកាពះរបស់យើងជាមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតហ្នឹងគឺមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតខ្លាំងខ្លាបើមិនបើធម្មតាគឺប្រមូលល្មមថ្នាំគឺពេលខ្លះក៏យើងត្រូវមើលដែរតើថ្នាំទុកអាស៊ីតរបស់គាត់ហ្នឹងអាចប្រើត្រូវកម្រិតរបស់គាត់អត់ចា៎អញ្ចឹងការហូបរបស់គាត់ហ្នឹងទីទូទៅចំណីអាហារវា จัดตกโดยที่สารจิตมวยบาสบาสนั้นคือเวียแต่ประสาทเขาไปโจทย์ต่อกระเปียนั้นคือเวียแต่ประสาทอาซิดพวกบาสนั้นเวียประสาทอาซิดจะพายจีบานตัวสามสับเติมมาเมาจะตู้เต้เนี่ยจมือกระเปียกเกี่ยวยืงย้ำเอาเตียงให้ย้ำมันเอาใช้เลยก็เอาถือย้ำแต่เตียงเปลเอาไว้เวียเวียนสารจิตมวยกระตับบาสนั้นแต่บ่มตื้อบรรสาทอาซิดนั้นพายจีสามสับเติหกสับนิตี เราเอากัดใจเจียหานะจราอันเปิลมันเอาย้ำมาดองนะใจคลังไงให้อาหารได้จราอันเปิลนั้นมาดองนั้นเอาย้ำอาหารนั้นได้สู้รุมเลียหาโดยเจริญปอกต้นก็ปลายเชอร์ปวดเจ็บตู้เต๋อปลายเชอร์โดยไอ้นั้นคือถือการแต่มาไพ่ในตีรุมเลียแหลกปีกับแป๊ะแต่ดาวพะเวียนไงแต่เบอร์สัตย์ไอ้เนื้อตือเนื้อไอ้นั้นถมวันไพ่ไปให้เจ็บมาเมาปีเมาถมวันตะกอดแหลกจากตะโขมจัง เนี่ยจมูกกับแปะผิวเนี่ยก็เอาย้ำมาหาจราอันเป้ปัตย์ย้ำเป็นเป้ละโมมันเอาใจคลั้งให้ใจอาหารจีเชิญบาให้หามาหานะโดยเจอตึกพยูกับแปะเยอะโดยเจอปุ่กาเฟโดยจะฮัลเปจูเปจับไอจุดที่ให้อ่านังก็เบียพยูกับแปะได้จังก็เอาพี่ย้ำย้ำหานะไอเงี้ยให้มวยเตี้ยนั่งเป้ได้กอดจก กับเปียนั่งอาจเอากดย้ำเจตดอกโกพอตดอกโกมาแก้วพอตดอกโกมีเจตบาสบาสนั่นก็มีเติมแต่ซาบสิได้อาจถือไอ้กดนั่งอันจกมาติดนั่งได้ปัจจัยเนี่ยคลักไว้ย้ำแต่ดอกโกเต้กดเตจะเรียเวงนั่งแต่ตามเหมือนเลยฮะปัจจัยเป็นเจตูเต้ก็เอาเบอร์จดจกคลักก็อาจย้ำเจตดอกโกมาแก้วดำไปซาบนั่งได้ให้มวยเจตนั่งไปชก
ca trụ bà rây và hay bà xa xa nó cứ thật bà chốp đài nha. Hay mùi tiết nó nhẹ chùm ngữ rồi liệu tập hai gặp bé mình nằm rỡ ôi quạt nó thật tập kênh bè đê bàn tay bởi quạt kênh bè lúc ra tập quạt miên phò bị bạ đôi chứ chọc ọt bạch đấy ra chọn ca quạt phở tháng năm phở ấy hay quạt chọc ọt bạch cứ quạt thật xâm hẹn tầm bây dưỡng cắt cả chọc bởi quạt nó ở dù ở hai bàn áo tập tè năng mùi tiết nó ca rồi liệu tập hai gặp bé nó ác khờ áo miền hồ chim cặp bé miền ấy nó có chạm bách thử xem nhạc bé chọc xong mớ chế bá ở bàn sruol thể là phía bàn quạt ai tới tẹp bàn này và hai mùi tiết nó bởi quạt miền stress được miền ấy cứ thử tập chế bá stress om cho mỗi đai mình mến tháng thử ta quạt đi hay ọt mơ quạt trong phía chớn này dùng ngữ cặp bé phía chớn quạt quạt miền bánh hà phơi chất om cho mỗi đai xong ta đọc nẹ miền thằng đọc nẹ ấy chẳng quạt thử mơ bánh hà nặng đáng vinh đài bà nên chúng người sắm nô rập bỏ lục sáu bát cha lục sáu bát hay lục sáu bát lực lang tha ta ở lơ chiết chiết score nâng hậu ở chúng người đài lơ chiết score quạt nhằm tham thở nhằm một bài anh đang việc bạc bò cặp bè đài tham chúng người tập nôm phải em ở bạc bò cặp bè tê đôi tham mùi chúng nuốt cứ tham tập nôm phải em lep một bài nâng lep khỏi bài đôi chỉ tham cầm điểm bị cầm nâng chờ phía chờ nhằm một bài chúng phía chớn cứ ắt bạc bỏ cặp bè tê bộ tham nó kia tầm rỡ áo bị cho chết score chúng cứ áo thở tay nhắm môn bài hay đôi chiếc crom metformin glucofa đôi ấy nó ai nhắm khỏi bài nó bị cho chết score khỏi bài chúng chỉ tu tới chung tham tập nôm ai ắt mình bạc bỏ cặp bè tê kia tầm rỡ ở môn bài khỏi bài cứ tới tám ai cái tê cục bẹt kháng chung ngữ tập nôm ai mà đôi lục ván được lang thạc quạt về để hạt pran nó quạt tay đặt cột chẳng ao anh chẳng thắt tá viêm miên chỉ rục sinh nhà cặp bé đã thấy lục chẳng được đây là cột bàn lực làng chẳng chủng ngữ cặp bé to tầm viên rục sinh nhà nấy quạt cờ pe để quạt phơi cho là na lột họ được quạt rột ấy bàn quạt này quạt cột và anh chẳng mình mến chỉ bàn hà cặp bé này tê chẳng ở quạt hồ bị thi sa na mũi làm bài thơ mấy ao quạt à hạt prana sru cuốn hay quạt mình bị chom là cà cột ấy bọc quạt nằng bà mình mến kia cặp bàn hà cặp bé tê bởi cả lần này đây quạt chẳng cặt lục chạm đến thích quạt chạm bách thử từ bình đất mơ bọc hết chủng ngư cặp bé nằng đại tê rồi mùi cỏ mấy bậc ao quạt chi viêm đô tầm lóp bạc quạt sấn nâng ca hạt pran nâng ca chân cá chân ngữ chèo tất cả bè mùi chùm đốn có thuê xa xa có ốt chẳng ao phơ mà có đáy phơ mà chú đáy xa việc cái hạt tạc sau ấy nâng là sạch đông chấp bạc bì bì bông há thẹt tạ đó cặp bè này cái lại nhì chẳng vì thuê ở chèo lăng chèo ấy à nâng vì miên tòa miên rục sinh nhà bánh tay bậc quạt lục hồ á thà bậc quạt miên bánh hà nâng chì bạc chấm á chó lọc chì xong ấy mơ bánh hạp xem xê ta miên om cho mỗi nâng ca để quạt xa chơi tạc út chơi tạc ấy nâng ọt ná chà chà ọc còn nơi xâm lua nẹ minh bánh quạt tệ tông tờ hướng khổ xa quạt bọt trường thông nhật nâng mình bẹp bọn nâng cơ bẹp tê chơi tu tới nhập chùm ngữ liệu tạp bài cơ bẹp nâng kia tha là ha sập phía rối cứ miên vị bắt cập bảo viên chà. Vị bắt bảo viên bên này thầm mấy ai chơi riêng ai chơi điên chị ấy chẳng đài và vận tải mình bật tha cho ba loa thật thử ta đi tê qua nào kia thưa ca sắc sáng hà sắp phía rối bị bắt nơi bà viên đẹp ông lấy đạt đi bập xía hay chẳng đi bập xía nó bị mình bù hai xem xên bánh hà quạt miên bánh hà phổ viên xem xên ấy ớt hả đôi chị ở đây liệu phổ viên là liệu ấy chẳng ngữ xem xên tiết ná nâng dưng có hạ quạt ở sàn đang chìa bạch trăm dù hai quạt của cho lọc xong phổ viên mà đòn tờ đảm bảo quạt đăng ta táo mù là hai em xem xên ớt chà, còn dương thiên tại đó cáp chìa bàn mình đi lộ chậm đất bàn bỏ ra tràn khăn mình tè này tè tông tận đằng cáp chìa bàn liệt làm ba cặp bè hay dương miền tây mình dương xua tam tổng bộ Facebook quạt xua thả bật sân chỉ dương mình bàn chìa bàn trầm trớ thả tá ca rồi liệt cặp bè nó a thiên tại đó mà hà ri cặp bè đại được xâm nô đây là o nè pro chỉ tu tới chầm ngữ rồi liệt tập bài cặp bè nó á bà dương mình ăn chia ba ban trầm trơ quạt miên bàn hạp xem xem cúp xong ớt anh nắng chung ngựa rồi liệu các bạn đồng bài các bạn nó ăn vì quạt tây chơi
đôi chia tay chia con xe từ ngày khỏi đài bởi không chỉ bị xét đại xa ca sắc xa nộp về bắt bọn nó cứ mua là hai trăm bón cứ helicobacter pylori nó ngay chẳng bởi quạt miên chủng ngữ nó phía chớn cứ khu bếp áo quạt phơ tè đầm bay rô mê rô helicobacter pylori nó ngay bởi tham biến cứ thử tập chia ba ở bàn trầm trấu cổ rụp tam lẹ khăn nó gặp chia ba từ ọ bởi thà quạt tốc nẹ khá tỏ bê nì hơi sau chờ xong mơ tới khơi miền rồi liệt thảm bại miền đông anh lớn nắng cụ bé ăn sna ở quạt phơ thôi dọc xí chập sạch từ mớ là tập hợp ăn chân má chân cá quạt miền này còn xe còn ấy nó có ăn miền này chấn ở vậy đây là ôm pot cứ dương chia ba tầm nặng ca tầm bồn nhà khá vẫn còn tục du hỡi chấn đôi cụ bàn được làng chân chuyến ai bị quạt từ từ chia còn xe từ ngày khỏi này អរគុណច្រើនលោកវិជ្ជមដែលពេលវេលាយើងក៏អស់ដែរហើយនេះខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតជំរាបសួរលោកវិជ្ជមដែលតេតតងទៅនឹងការតាមដានលទ្ធផលនៃការព្យាបាលរលាកដំបៅកាពះដើមពោះវៀនតូចហ្នឹងយើងគួរតាមដានរបៀបម៉េចដែរលោកវិជ្ជមដែរចា៎បាទសូមឆ្លើយរៀងខ្លីដែលថាចិត្តដល់មកជាទូទៅក្រោយការព្យាបាលបើគាត់ឆ្លោះសងទៅគាត់មានរលាកនៅកាពះគឺជាទូទៅការព្យាបាលរយៈពេល12អាទិត្យ12អាទិត្យក្នុងបើថាបើឆ្លោះសងទៅនៅដើមពវៀនតូចឃើញមានរលាកទៅបើឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា ulcer ហ្នឹងឃើញគេទូទៅគឺការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវគឺ8សប្តាហ៍8អាទិត្យប៉ុន្តែគ្រូតែពេលយើងព្យាបាលហើយជាទូទៅយើងឲ្យអ្នកជំងឺឆ្លោះសងឡើងវិញដើម្បីបណិតមើលគ្រួយខាភាសាតើដើម្បីនឹងសះឬអត់តែជួនកាលអ្នកខ្លះក៏ សះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺអត់សះទេអត់សះគឺមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យអត់សះហ្នឹងទៅលោកគ្រូនឹងលើកឡើងណាសូមលើកហៀងនេះលឿនតិចដើម្បីមូលហេតុដែលធ្វើអត់សះហ្នឹងគឺទី1ប្រៃអត់គាត់មានពោហាជាទូទៅដោយលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងជាតិនេះក៏ទីននៅក្នុងប្រៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខូចខាតស្ទាប់ភ្នាសនៃកោសិកាក្រពះហ្នឹងខ្លាំងណាអញ្ចឹងការក៏ព្យាបាលខ្វះអាហារបានមកធូបសងឆ្លោះទៅនៅតំបន់នៅតដែរ បាទក៏ហ្នឹងឃើញថាមើលគាត់ទី1គាត់មានជក់បារីអត់ទី2ការព្យាការគាត់មានជួយចិត្តទុកដាក់ក្នុងការព្យាបាលឯងដូចគ្រូពេទ្យឲ្យថ្នាំគាត់ជាងការទៅហើយគាត់លេបតែប្រាំថ្ងៃ7ថ្ងៃ10ថ្ងៃគាត់ថាធូរឯងគាត់លែងលេបហើយគាត់បោះចោលឬក៏ទិញថ្នាំទៅហើយគាត់អត់ព្រមលេបឬក៏លេបអត់ទៀងពួកគេកំណត់ឲ្យការព្យាបាលហ្នឹងគឺត្រូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅទុកអាស៊ីតដើម្បីកុំឲ្យចេញអាស៊ីតពួកនៅក្នុងក្រពះយើងជាមជ
bà mối tiết còn miên helicobacter ở còn khỏi mà còn miên chia bà hai tá tá helicobacter pylori nó nơi miên ở chân cá còn chia bà hai ở nơi sỏi vì resistant thân nam và trang mỗi thân nam chia ba mình bán chuột chay nè chúng ngữ ở do chất độc nặng ca lên thân nam buồn đập thế ngày tập bộ nắng chân nơi sỏi mê rô cặp bè mỗi chiếc ca pra prát năm bạc ca chơi chấp được của bạn vậy chẳng bộ ăn ở xe corticosteroid corticoid chia ba ở hai tay con nơi bật tháng năm nâng chấn dưỡng thử mưa làng với ca prao prao tháng năm nâng cục đô rồi có thử thầm lãng tháng năm rồi có thử cặp chia ba ô bà lại ở quát nằm bay phố chết tu tới kê phở thật bay đi bình thái quát phở tháng năm aspirin phở ấy chấn ca prao prao bộ tháng năm tê túc axit nâng thử ca prao prao dạp bê dù tiệt bà môi tiết bởi ca rồi liệt tập bài của bè bác quát nâng ta quát miên tập bài nâng a chỉ sạch cá chỉ sạch ấy ớt bản thơ ớt xa mà ớt lươn xa thầm ra bày khai hay cho nó nơi miến ta cần thầm mơ bê nóng dương ớt chấp ta bảo nóng sạch nóng thầm mơ ta cảm vì vọt ấy khó bỏ cái đấy ớt và hai môi tiết vì ớt miên chùm ngữ xem xem thì tiết rồi chật chùm ngữ nóng đôi chìa là bên cặp bẹp của viên ấy chùm ngữ ấy xem chùm ngữ cro là liệt tập bài cập viên ấy và time on thì nặng ớt nè bà hai mối tiết quạt miên chủng ngữ Zolister Elize ấy chủng ngữ ớt nắng cứ chạy to nắng cá thưa áo rồi liệt bọc quạt nắng ớt nghi nằm sạc đài bà.